Vợ Bùi Tiến Dũng đăng đàn căng đét giữa đêm, loại bố rẻ mạt, chưa bao giờ xứng đáng. Chia sẻ mới đây của bà xã Bùi Tiến Dũng đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Mới đây trên trang cá nhân, vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Khánh Linh, đã có dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cụ thể Nguyễn Khánh Linh viết, mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn, bốn năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi từ giờ trở đi hãy để ba mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé loại bố rẻ mạt chưa bao giờ xứng đáng bài đăng giữa đêm của vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng nhiều netizen thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra với bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng hiện Nguyễn Khánh Linh hay trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn chưa lên tiếng hay có bất kỳ động thái gì sau bài đăng đầy ẩn ý kể trên chúng tôi đang liên lạc với phía cặp đôi để tìm hiểu thêm Vợ Bùi Tiến Dũng được biết đến là tiểu thư Lá Ngọc Cành Vàng. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, làm kinh doanh ở Bắc Ninh. Sau quá trình du học ở Singapore, Khánh Linh về quản lý cơ ngơi của gia đình. Bên cạnh đó, cô và Bùi Tiến Dũng còn kinh doanh thêm thời trang cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Năm 2019, cặp đôi hạ sinh con gái đầu lòng với biệt danh là bé Sushi. Đến cuối năm 2021, gia đình Bùi Tiến Dũng đón thêm bé thứ hai với biệt danh là Mochi. Trong những chia sẻ với giới truyền thông, Trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết Khánh Linh là điểm tự vững chắc, bởi cô thường gần như một tay lo lắng mọi thứ để chồng yên tâm tập luyện, thi đấu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh. Bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.